Với trên 100 hectare sản xuất được quy hoạch để phục vụ phát triển nghề sản xuất muối, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh từng là vựa muối lớn của tỉnh với hàng trăm hộ tham gia sản xuất. Thế nhưng đến nay chỉ còn 40 hectare sản xuất, mặc dù hạ tầng đồng muối đã được đầu tư khá đồng bộ với hệ thống giao thông, kênh dẫn nước được kiên cố hóa. Tuy nhiên do muối tiêu thụ khó khăn nên hầu hết diêm dân không còn mặn mà với nghề. Và tôi tưởng là mình hàng nghìn tấn nhập cho nhà nước, như là nhà nước cũng thu mua nữa. Và tôi là muối đá là chúng người bán cho ai, như bò hết trơn. Đầu ra giá cả là bấp bênh, người dân cũng không mặn mà lắm và họ chuyển sang các cái ngành nghề khác, do đó bỏ hoang hóa nhiều. Không riêng tại vựa muối Kỳ Hà, thực trạng này diễn ra ở nhiều vùng muối trên địa bàn. Mặc dù các địa phương đã có những giải pháp để vực dậy nghề truyền thống, để chuyển đổi đất muối bỏ hoang hoặc cải thiện việc đầu tư đất muối, song chưa hiệu quả. Ví dụ như năm 2023, tại xã Đình Bàn, huyện Thạch Hà đã hỗ trợ diêm dân triển khai mô hình sản xuất muối sạch bằng phương pháp trải bạt trong ô kết tinh nhằm tăng năng suất, chất lượng muối, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thế nhưng sau hơn một năm triển khai, vụ muối vừa rồi, địa phương này vẫn không thể mở rộng được diện tích sản xuất theo phương pháp mới, do nguồn kinh phí đầu tư ban đầu khá lớn. Trong số hơn 70 hectare đất sản xuất muối, hiện chỉ có hơn 2 hectare duy trì hoạt động sản xuất, số diện tích còn lại vẫn bị bỏ hoang. Thu nhập thì muối thì thấp mà, cây cống cũng thấp nữa, bây giờ bỏ giá là 6 tỉnh nhán thu nữa, bây giờ vụ giá tu sửa nhiều thì mà làm thời gian cũng ít lắm. Thế gian vì tính giá là đến tháng 7 là áp thấp nhiệt đới rồi là mưa xá lụt lô xuống nóng ăn thôi nè. Hiện nay cũng rất khó khăn, đó là cái đầu tư sản xuất muối lột bạt thì cái kinh phí cao gấp đôi. Ngoài kinh phí lột bạt thì bà con đang phải đầu tư hạ tầng, nên là cũng với một sao thì cũng khá lớn, khoảng trên 12 đến 15 triệu thì mới hoàn thành một cái diện tích 100 mét vuông để bà con bước vào sản xuất. Cùng với các biện pháp tăng năng suất chất lượng muối để nâng cao giá bán, kéo diêm dân trở lại sản xuất, thì chuyển đổi đất muối cũng là một giải pháp nhằm hạn chế đất muối bỏ hoang, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Cũng là một trong những địa phương có nghề sản xuất muối truyền thống, song huyện Lộc Hà hiện chỉ còn 15 hectare đất muối đang sản xuất trong tổng số 200 hectare sản xuất được quy hoạch tại các xã Hồ Độ, Thạch Châu, Mai Phụ. Năm 2020, huyện Lộc Hà đã lập dự án chuyển đổi đất muối kém hiệu quả tại xã Hồ Độ và Mai Phụ sang nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất muối tại một số địa phương vẫn còn những khó khăn nhất định. Vừa qua, xã Hồ Độ, huyện Lộc Hà đã đầu tư hạ tầng chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả, hoang hóa sang nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng do không kêu gọi được nhà đầu tư, nên đến thời điểm này, hơn 30 hectare đất muối sau khi chuyển đổi tại xã Hồ Độ vẫn bị bỏ hoang. Điều đáng quan ngại là hàng chục tỷ đồng đã được bỏ ra để đầu tư làm hệ thống điện, đường giao thông dẫn vào vùng nuôi, kênh mương, thoát nước thải và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Không phát huy hiệu quả, vô hình chung quá trình chuyển đổi lại đi từ sự lãng phí này đến một sự lãng phí khác. Sự lãng phí sau đầu tư hạ tầng còn lớn hơn trước khi chuyển đổi. Cái này đi quy hoạch thì cũng lâu rồi, nhưng mà đến đi vào để thực hiện cái dự án này thì đến nay cũng vẫn chưa thực hiện được dự án. Thế như nó thực ra là bà con nhân dân ở đấy thì người ta cũng muốn làm thế nào, nếu giả sử nhận được đó có quy hoạch như vậy thì để thực hiện là cái quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Thì bên cạnh đó thì để hỗ trợ cho bà con nhân dân là một số lao động tập trung vô là nuôi trồng thủy sản cho cả cái công ty. Do những năm gần đây cái kinh tế thị trường khó khăn, thứ hai nữa là cái đầu vào đầu ra con tôm thì nó cũng ở trên địa bàn sản xuất nó cũng thiếu ổn định. Do vậy các nhà đầu tư vào chỗ này thì còn lo ngại về cái việc sản xuất tôm là kém hiệu quả, cho nên là các doanh nghiệp chưa vào đầu tư. Địa phương thì đang ra sức kêu gọi các con em xa quê, các doanh nghiệp đóng trong và ngoài địa bàn để tiếp tục đầu tư, để giải quyết mặt bằng, để bàn giao sử dụng đất cho doanh nghiệp khi đầu tư vào. Nếu kéo dài thời gian này thì các hộ dân có diện tích sản xuất muối đó bị ảnh hưởng với kinh tế. Ví dụ chưa có hạ tầng đầu tư vào nuôi trồng thủy sản thì họ có thể tận dụng những cái lúc mà rỗi thì họ ra mua vụ thì họ ra sản xuất muối, nhưng bây giờ đã làm hạ tầng nuôi trồng thủy sản thì ngắn ngọt lại thì muối sẽ không làm được và thiệt hại kinh tế cho các hộ dân. Tại xã Mai Phụ,
một bộ phận đất muối được chuyển đổi mục đích sang nuôi trồng thủy sản đã phát huy hiệu quả. Đã có 30 ha trong tổng số 37 ha đất làm muối không hiệu quả được đưa vào nuôi tôm công nghệ cao, bước đầu đã cho thu hoạch, tuy nhiên vẫn còn khó khăn trong việc nhân rộng. Chính quyền địa phương thì cũng đã nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của người dân, sau đó thì cũng đã mạnh dạn xin chủ trương để chuyển đổi 37 ha sản xuất muối này kém hiệu quả này sang đất để nuôi trồng thủy sản. Đến tại thời điểm này thì trên địa bàn Mai Phù là đã thực hiện được 30 ha là giải quyết đền bù xong, còn 7 ha là còn vướng một số quy hoạch. Như vậy, việc chuyển đổi đất muối bỏ hoang hay cải tạo đất muối là hướng đi đúng đắn, phù hợp để nâng cao năng suất, sản lượng, kéo diêm dân quay trở lại với nghề, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên đất đai. Mặc dù vậy, diện tích đất muối hoang hóa vẫn còn rất lớn, vẫn còn tình trạng loay hoay trong giải quyết vấn đề đất muối bỏ hoang. Nguyên nhân là người dân không còn mặn mà với nghề làm muối truyền thống do thu nhập bấp bênh, đầu ra của sản phẩm khó khăn. Bên cạnh đó là việc thiếu nguồn lực để xây dựng hạ tầng, khó khăn trong tìm kiếm các nhà đầu tư để khai thác diện tích đất muối chuyển đổi hoặc phát sinh thêm những vướng mắc mới. Thời gian vừa rồi thì xã có lập cái đề án là đưa chuyển mục đích, là đưa vào danh mục để đề nghị tỉnh cho chuyển mục đích từ đất làm muối sang nuôi trồng thủy sản thì có đưa vào 20 ha. Tuy nhiên trong cái quy hoạch chung của thị xã thì thuộc vùng cảnh quan cây xanh. Do đó hiện tại thì mặc dù có trong cái danh mục chuyển mục đích, tuy nhiên là cũng chưa thực hiện được. Nhưng mong muốn của xã là thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch và mục đích là sẽ là điều chỉnh cả cái vùng năng suất làm muối thấp sẽ đưa vào cái nuôi trồng thủy sản. Khó khăn trong giải bài toán đất muối bỏ hoang là một thực tế ở các vùng sản xuất muối. Điều này còn có nguyên nhân là nhiều chính sách để vực dậy nghề muối chưa thực sự phát huy hiệu quả. Ví dụ như Hà Tĩnh cũng đã thí điểm hướng đi mới để phát triển nghề muối như mô hình ở xã Đình Bàn, huyện Thạch Hà, nhưng mô hình thì chưa thể nhân rộng. Hoặc việc chuyển đổi đất muối sang nuôi trồng thủy sản bước đầu cho hiệu quả ở xã Mai Phụ vẫn còn rất hạn hữu. Bởi vậy, để giải bài toán đất muối bỏ hoang, cần có những giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa bàn. Đối với quỹ đất đã chuyển sang các mục đích khác, thời gian qua thì Lộc Hà đã thu hút được một số nhà đầu tư. Thứ nhất đó là làm thương mại dịch vụ, thứ hai là về chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Thì do điều kiện của người dân nó còn khó khăn cho nên việc đầu tư chuyển sang để nuôi trồng thủy sản chưa thực hiện được. Thì thời gian tới huyện cũng sẽ tiếp tục là đồng viên rồi đồng hành người dân để thực hiện cái chuyển đổi mục đích sang từ đất muối sang các mục đích khác phù hợp hiệu quả hơn cho để đảm bảo vừa an sinh xã hội nhưng cũng vừa phát triển kinh tế cho địa phương. Tại thời điểm này thì 100% các hộ dân trên địa bàn đều đồng thuận và chấp hành tốt trong cái việc là phối hợp với chính quyền các cấp để thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Thì nhà đầu tư cũng đang tiếp tục hoàn thiện các cái khâu pháp lý để rồi thực hiện cái việc là đền bù giải phóng mặt bằng và tiếp tục phát triển cái mô hình nuôi này tại địa phương. Trên toàn tỉnh Hà Tĩnh, trong tổng diện tích trên 380 ha đất làm muối được quy hoạch tại các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh, thì hiện nay chỉ còn gần 40 ha duy trì hoạt động sản xuất. Điều đó cho thấy sự lãng phí tài nguyên đất là rất lớn. Để giải quyết bài toán đất muối bỏ hoang, bên cạnh sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi hay cải tạo đất muối để đạt được mục đích như kỳ vọng, thì cũng cần tiếp tục sự hỗ trợ phù hợp về mặt cơ chế chính sách của nhà nước, cũng như sự khảo sát đánh giá hướng dẫn cụ thể của ngành chuyên môn để từ đó phát huy hiệu quả sử dụng đất.